Xin chào tất cả các bạn học sinh, chúng ta vừa trải qua 16 bài học trong chương trình toán nâng cao lớp 7. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập và tổng hợp lại phần kiến thức của chương trình toán nâng cao lớp 7 này để các bạn có thể củng cố lại phần kiến thức của mình và chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Và chúng ta sẽ ôn tập thông qua việc làm một số bài tập, một số dạng toán quen thuộc khác. Thì bây giờ cô sẽ bắt đầu đi vào bài 1. Bài 1 là yêu cầu chúng ta thực hiện phép tính gồm có 4 câu như thế này. Thì trong cái phần thực hiện phép tính này thì chúng ta liên quan đến việc đó là cộng trừ, nhân chia, sở hữu tỉ này, rồi các phép toán liên quan đến lũy thừa, rồi chứa căn. Đúng chưa? Thì bây giờ cô sẽ bắt đầu đi từ câu A. Cô làm bên đây ha. Câu A. Câu A của chúng ta đó là 25 nhân với trừ 1 phần 5 tất cả mũ 3 cộng với 1 phần 5 trừ 2 nhân với trừ 1 phần 2 tất cả bình phương trừ 1 phần 2. Rồi bài này thì chúng ta quan sát thấy nó có phép tính của lũy thừa rồi cộng trừ sở hữu tỉ, đúng chưa nào? Thì bây giờ các bạn sẽ tính các phép tính lũy thừa. Trước tiên là ta sẽ có 25 nhân với trừ 1 phần 5 tất cả mũ 3, tức là ta sẽ được trừ 1 phần 125 cộng với 1 phần 5, đúng chưa? Trừ 2 nhân với trừ 1 phần 2 tất cả bình phương, nó sẽ bằng 1 phần 4 trừ đi 1 phần 2. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện phép tính tiếp tục cho cô này. Ta có 25. Ta có 25 nhân với trừ 1 phần 125. Thì ta thấy là 25 và 125 rút gọn với nhau được là chúng ta chia cho 25, đúng chưa nhỉ? Vậy thì cái này ta còn trừ 1 phần 5 cộng với 1 phần 5. Rồi trừ 2 nhân với 1 phần 4 tức là có trừ 1 phần 2 trừ tiếp với 1 phần 2. Trừ 1 phần 5 cộng với 1 phần 5, đây là hai số hữu tỉ đối nhau nên tổng của chúng sẽ bằng 0, đúng chưa? Và ta còn trừ 1 phần 2 trừ đi 1 phần 2 tức là còn trừ 2. Trừ 2 phần 2 là sẽ bằng trừ 1. Được chưa? Đó là kết quả của câu A, đó là bằng trừ 1. Tiếp tục chúng ta sẽ qua câu 2. Câu B. Ta có trừ 4 phần 9 cộng 3 phần 5 chia 1, 1 phần 5 cộng với 1 phần 5 trừ đi 5 phần 9 chia cho 1, 1 phần 5. Đây chúng ta thấy xuất hiện cả hộ số nữa, đúng không nào? Thì các bạn vẫn cứ thực hiện lần lượt thôi ha. Ta có nè. Chúng ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước. Ta lấy trừ 4 phần 9 cộng với 3 phần 5. Đây là hai số hữu tỉ không cùng mẫu số. Thì muốn thực hiện chúng ta phải đưa về cùng mẫu, tức là mình sẽ phải quy đồng. Và cô nhận thấy mẫu chung ở đây chính là bằng 45. Nên là ta sẽ lấy cô quy đồng ở ngoài ha. Là ta sẽ có trừ 4 nhân với 5 thì bằng trừ 20, mẫu là 45 nè. Cộng với 3 phần 5, tất cả là nhân với 9 đúng không nào? Là cộng với 27 phần 45. Trừ 20 cộng 27 là ta còn 7 phần 25. Đúng chưa? 1, 1 phần 5, đây là dạng hỗn số, chúng ta đưa về phân số là ta được 6 phần 5. Đúng không? Mà 7 chia 7 phần 25 chia cho 6 phần 5 tức là nhân với 5 phần 6. Hay cô viết thêm một bước ha, cho các bạn dễ thấy. Là lần cô chia cho 6 phần 5 là cô đưa về dạng hỗn số trước. Rồi tiếp tục, cộng với 1 phần 5 trừ 5 phần 9, chúng ta vẫn tiếp tục quy đồng ha. Ở đây mẫu chung vẫn là 45 luôn. Nên là ta sẽ có 9 phần 45 trừ đi 25 phần 45. Mà 9 trừ 25 tức là còn trừ 16. Thì ở đây ta sẽ có trừ 16 phần 45 nhé. Chia cho 6 phần 5. Rồi, tiếp tục. Ta có 7 phần 25 chia 6 phần 5 tức là nhân với 5 phần 6 cộng với
cái này cũng biến thành trừ nào. Trừ 16 phần 45. À, cô xin lỗi các bạn, ở đây là 7 phần 2, 7 phần 45 ha. Cô viết lộn. Rồi, nhân chia cho 6 phần 5 tức là nhân với 5 phần 6. Cái này sẽ bằng ta thấy đều có 5 phần 6 là số chung nên chúng ta đưa ra ngoài. Ở trong ta còn 7 phần 45 trừ đi 16 phần 45. Đây là hai số hữu tỉ chung mẫu rồi, chúng ta chỉ lấy tử trừ với nhau thôi. Ta có 5 phần 6 nhân với 7 trừ 16 tức là bằng bằng trừ 9. Trừ 9 phần 45, cô rút gọn là cô được trừ 1 phần, trừ 1 phần 5. Đúng không? Tiếp tục ta rút gọn 5 với 5 là cuối cùng ta được trừ 1 phần 6. Đó là câu câu B. Tiếp tục mình sẽ xoay qua câu C. Câu C cô ghi lại đề luôn ha. Câu C của chúng ta đó là 2 mũ 3 cộng với 3 nhân với 1 phần 2 tất cả mũ 0 cộng với trừ 2 tất cả bình phương chia 1 phần 2 chia cho 8. Rồi, chúng ta cũng thực hiện. Ta có 2 mũ 3 tức là bằng bằng 8. 2 mũ 3 là 2 nhân 2 nhân 2. Đúng không? Thì bằng 8. Rồi cộng với 3 nhân với gì đấy? 1 phần 2 tất cả mũ 0. Ta biết là mọi số mà có lũy thừa 0 thì đều bằng 1. Nên 1 phần 2 tất cả mũ 0 bằng 1 ha. 3 nhân 1 chính là bằng 3 nên cô biết 3 luôn. Cộng với, ở đây ta có trừ 2 tất cả bình phương. Trừ 2 bình phương là ta được 4. Đúng chưa? 4 mà chia 1 phần 2 tức là nhân với 2. Chia cho 8. Thì này được gì đây? Ta có 8 cộng 3 thì bằng 11. Rồi chúng ta thực hiện phép tính ở bên này. Ta có 4 nhân 2 thì bằng 8, 8 chia 8 thì bằng 1. Đúng chưa? Nên 11 cộng với 1 chính là bằng 12. Câu C thì nhìn là thấy có vẻ phức tạp nhưng tính toán thì khá là đơn giản đúng không nào? Rồi tiếp tục chúng ta qua câu D. Câu D là ta có 1 phần 81, căn của 1 phần 81, trừ đi 1 phần 3 tất cả bình phương, chia 5 phần 9, cộng với 1 phần 5, 1 mũ 5, nhân trừ 1 phần 5 tất cả mũ 0. Rồi, bài này thì có cả chữ căn nữa đúng không nào? Ta có căn của 1 phần 81, tức là ta có căn của 1 phần 9 bình phương. Đúng không? Mà cái này chính là bằng 1 phần 9. Nên này cô viết 1 phần 9 trừ đi 1 phần 3 tất cả mũ 2 chính là bằng 1 phần 9 chia cho 5 phần 9 tức là nhân với 9 phần 5 cộng với 1 mũ 5 thì bằng 1. Đúng không? Rồi trừ 1 phần 5 tất cả mũ 0 cũng bằng 1 luôn. 1 nhân với 1 chính là bằng 1. Rồi, tới bài này có rất nhiều bạn tới đây rồi các bạn à, nhìn không kỹ á, các bạn lấy một, các bạn thấy 1 phần 9 trừ 1 phần 9 là bằng 0, các bạn nào cho cái này bằng 0 luôn này, như vậy là sai ha. Ở đây là chúng ta có các phép cộng trừ và phép nhân nên chúng ta sẽ phải thực hiện phép nhân trước đúng không, là ta sẽ có 1 phần 9 phép nhân là ta thấy trừ 1 phần 9 nhân với 9 phần 5, ta lấy 9 với 9 rút gọn được cho nhau đúng chưa, nên ta còn trừ 1 phần 5 cộng với 1. Rồi tiếp tục tới đây rồi thì chúng ta sẽ thực hiện từ trái sang phải nghe ha. Ta có 1 phần 9 trừ 1 phần 5. Mình thực hiện cái này trước. Hoặc là các bạn quy đồng cả ba số luôn cũng được nữa. Thôi cô quy đồng luôn ha. Ở đây cô nhận thấy là mẫu chung của nó sẽ là bằng 45. Nên cô sẽ có 5 phần 45 trừ đi 9 phần 45. 1 tức là bằng 45 phần 45 ha. Rồi tới đây là các số hữu tỉ có cùng mẫu số rồi, chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở trên tử thôi. Là ta sẽ lấy 5 trừ 9, 5 trừ 9 là bằng trừ 4. Trừ 4 mà cộng với 45 tức là bằng 41, nên ta sẽ có 41 phần 45. Được chưa? Đó là toàn bộ bài 1.
dạng toán thực hiện phép tính ha, cô vừa hoàn thành xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 2. Bài 2 là yêu cầu chúng ta tìm các số hữu tỉ xy, gồm có 5 câu. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm câu A này. Câu A đó là 1 phần 4 cộng với 3 phần 4 chia x bằng 2 phần 3. Đây là bài khá là đơn giản, khá là quen thuộc đối với chúng ta. Đúng chứ nhỉ? Thì chúng ta sẽ được đó là gì? Bài toán là yêu cầu tìm x, nên là ta sẽ chuyển 1 phần 4 qua phía bên phải. Ta sẽ có 3 phần 4 chia x sẽ bằng 2 phần 3 trừ đi 1 phần 4. Các bạn tính toán ra ngoài ha, 2 phần 3 trừ 1 phần 4 thì được bao nhiêu? 2 phần 3 trừ 1 phần 4 này sẽ bằng, quy đồng lên mẫu chung là bằng 12. Là ta sẽ lấy 2 phần 3 nhân với 4 là ta được 8 phần 12 trừ đi 3 phần 12, tức là bằng 5 phần 12. Đúng chưa? Ở đây ta sẽ có là 3 phần 4 chia x sẽ bằng 5 phần 12. Rồi tới đây là x đóng vai trò là số chia. Thì muốn tìm số chia, chúng ta sẽ lấy số bị chia cho thương. Là ta sẽ có x bằng 3 phần 4 chia cho 5 phần 12. Mà chia 5 phần 12 tức là nhân với 12 phần 5. Được không nhỉ? Rồi chúng ta tìm được x bằng bao nhiêu? X sẽ bằng 3 phần 4 mà nhân với 12 phần 4, 22 phần 5. Chúng ta rút gọn bớt ha. Là 12 chia 4. Ở đây là còn 1 nè. Đây là 3. Tức là ta sẽ lấy 3 nhân 3. Ta còn 3 nhân 3 làm 9. Và mẫu là 5. Ở câu 3 chúng ta tìm x được. Đó là bằng 9 phần 5. Đây là một bài dạng rất là quen thuộc. Bạn nào cũng phải làm được câu này ha. Tiếp tục qua câu B. Câu B đây là bài toán tìm x liên quan đến dấu giá trị tuyệt đối. Thì trước khi làm bài này, cô muốn nhắc cho các bạn đó là gì? Ta có trị tuyệt đối của A, nó sẽ bằng A nếu như A mà lớn hơn hoặc bằng 0, hoặc là nó sẽ bằng trừ A nếu như A bé hơn 0. Được ha? Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trình bày câu B. Ta có trị tuyệt đối 3x trừ 5 trừ đi 1 phần 7 bằng 1 phần 3. Rồi các bạn giữ cho cô biểu thức cho trị tuyệt đối này. Là trị tuyệt đối của 3x trừ 5 nó sẽ bằng 1 phần 3. Chúng ta chuyển trừ 1 phần 7 qua là được cộng 1 phần 7. Rồi tiếp tục nó sẽ được gì nữa? Ta được gì? Ta được trị tuyệt đối của 3x trừ 5 bằng 1 phần 3 cộng với 1 phần 7. Các bạn tính nhanh cho cô ha. Cái này chúng ta rất là quen thuộc rồi. Là cộng 2 số hữu tỉ khác mẫu số, thì mình quy đồng mình tính toán tử. Ở đây là mẫu chung là 21, là ta sẽ có 7 cộng 3 là bằng 10, 10 phần 21. Ta có 3x trừ trị tuyệt đối của 3x trừ 5 bằng 10 phần 21. Thì chúng ta sẽ có hai trường hợp, đó là gì? 3x trừ 5 sẽ bằng 10 phần 21 hoặc là sao? Hoặc là 3x trừ 5 bằng trừ 10 phần 21. Được chưa? Rồi đây thì lại trở thành những bài toán tìm x đơn giản. Ta có 3x sẽ bằng 10 phần 21 mà cộng với 5. Cô tính luôn ha. 10 phần 21 mà cộng với 5 thì bằng gì đây? Thì sẽ bằng 115 phần 21. Hoặc 3x sẽ bằng trừ 10 phần 21 cô cộng với 5 thì sẽ bằng 95 phần 21. Những cái nào các bạn làm được thì mình có thể tự làm ha. Rồi, tới đây xong chưa các bạn? Chưa xong ha. Bài toán là yêu cầu tìm x, nhưng đây là 3x lận, thì chúng ta sẽ tìm x cho cô. X sẽ bằng, ta lấy 115 phần 21 chia 3. Chia 3 tức là nhân với 1 phần 3. Là ta sẽ được x bằng 115 phần 63. Hoặc x bằng
95 phần 63. Vậy đối với câu B này chúng ta sẽ có hai giá trị của x. Rồi đó là câu B. Bây giờ cô sẽ qua câu C này. Câu C ta có 7 mũ 2x cộng 7 mũ 2x cộng 2 bằng 2450. Rồi, bài này là bài tìm x liên quan đến lũy thừa, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao đây? Ta có 7 mũ 2x. Tiếp tục ta thấy 7 mũ 2x cộng 2 tức là sẽ bằng 7 bình phương nhân với 7 mũ 2x. Đúng chưa các bạn? Cái này bằng 2450. Rồi tiếp tục, cô viết lại một bước nữa. À không, tới đây cô làm luôn. Là ta nhận thấy 7 mũ 2x là số chung chúng ta đưa ra ngoài. Đưa 7 mũ 2x ra ngoài rồi thì ở trong còn 1 cộng với 7 bình phương bằng 2450. Đúng chưa nhỉ? Tương đương 7 mũ 2x nhân với 1 cộng 7 bình phương. 7 bình phương tức là bằng 49. 1 cộng 49 là bằng 50. Thì bằng 2450. Rồi tương đương 7 mũ 2x sẽ bằng, chúng ta lấy 2450 chia 50 thì sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 49. Rồi ta sẽ có 7 mũ 2x bằng 49, tức là bằng 7 mũ 2 ha. Hai lũy thừa mà bằng nhau với cơ số bằng nhau nữa thì sẽ suy ra được đó là mũ của chúng sẽ phải bằng nhau, tức là 2x bằng 2. Mà 2x bằng 2 chúng ta tìm được x bằng 1. Được chưa? Đó là câu C. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu D. Câu D đề là gì đây? Câu D là một bài toán liên quan đến tìm x y về liên quan áp dụng giá trị số bằng nhau. Cô viết lại đề ha, là ta có x phần 3 bằng y phần 5. Ta có x phần 3 bằng y phần 5 và x cộng y bằng trừ 32. Rồi, đây áp dụng giá trị số bằng nhau thì rất là đơn giản rồi đúng không nào? Bây giờ ta sẽ có nè, ta có x phần 3 bằng y phần 5 tức là bằng gì? Nó sẽ bằng gì đây? Nó sẽ bằng x cộng y trên 3 cộng 5. Vì sao chúng ta lấy x cộng y? Vì đề bài cho x cộng y thì bằng trừ 32. Nên chúng ta sẽ lấy x cộng y thì chúng ta sẽ thế x cộng y là chính là bằng trừ 32 đấy ha. X cộng y bằng trừ 32 và 3 cộng 5 chính là bằng 8. Trừ 32 phần 8 bằng trừ 4. Tới đây rồi thì chúng ta dễ dàng tìm x. Vậy x sẽ bằng, ở đây có nghĩa là x phần 3 bằng trừ 4 thì mình sẽ tìm được x bằng trừ 4 nhân với 3 là bằng trừ 12. Và y sẽ bằng trừ 4 nhân với 5 thì sẽ bằng trừ 20. Được ha? Đó là câu D. Bây giờ cô sẽ qua câu D này. À câu E. Câu E đây cũng là liên quan đến tính chất của giải thì số bằng nhau luôn. Cô đưa để câu E xuống. Rồi ở câu E là ta có
Bài 3 là yêu cầu chúng ta tìm giá trị nhỏ nhất và tìm giá trị nhỏ nhất của một biểu thức. Thì đầu tiên cô sẽ làm câu A này. Câu A là yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A bằng x trừ 2 tất cả bình phương cộng với 4 phần 5. Thì đối với những bài như thế này thì chúng ta cần quan sát các biểu thức và đưa ra một cái nhận xét. Đúng chưa nhỉ? Vậy thì đầu tiên ta có là gì? Biểu thức A của chúng ta là x trừ 2 tất cả bình phương cộng với 4 phần 5. Ta nhận thấy là x trừ 2 tất cả bình phương, đây là một biểu thức luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng không? Vì một biểu thức hay một số bình phương thì chắc chắn là luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 rồi. Nên ta có là gì? Vì đi ha, vì là x trừ 2 tất cả bình phương lớn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x. Nên ta sẽ có cái biểu thức A bằng x trừ 2 tất cả bình phương này cộng với 4 phần 5, cộng thêm 4 phần 5 nữa thì chắc chắn luôn lớn hơn hoặc bằng 4 phần 5. Đúng không? Vậy thì cái biểu thức này luôn lớn hơn hoặc bằng 4 phần 5 thì cái giá trị nhỏ nhất của nó chính là bằng 4 phần 5. Đúng chưa? Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức A là 4 phần 5. Và giá trị nhỏ nhất của biểu thức A đạt được là bằng 4 phần 5 khi nào? Khi ta thấy là cái x trừ 2 tất cả bình phương này bằng 0. Mà x trừ 2 tất cả bình phương bằng 0 tức là bằng x trừ 2 bằng 0. Tương đương x sẽ bằng 2. Đúng không nào? Vậy thì với x bằng 2 thì cái biểu thức A này sẽ có giá trị nhỏ nhất là bằng 4 phần 5. Tương tự chúng ta sẽ làm câu B. Câu B ở đây là ta có người ta yêu cầu mình tìm giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất tức là mình cần phải chỉ ra B nó sẽ bé hơn hoặc bằng một cái số như thế nào đó. Thì giá trị lớn nhất nó đạt được chính là bằng số đó luôn ha. Thì bây giờ đầu tiên là ta có trị tuyệt đối của x trừ 4 phần 5, 4,5. Ta có giá trị tuyệt đối là luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng chứ nhỉ? Mà trừ của giá trị tuyệt đối này thì chắc chắn là nó sẽ bé hơn hoặc bằng 0 rồi. Đúng không bạn? Mà ta có 3 phần 2 trừ đi trị tuyệt đối x trừ 4,5 thì chắc chắn nó sẽ bé hơn hoặc bằng 3 phần 2. Đúng không? Nên ta sẽ có này, vì ta có trừ của trị tuyệt đối x trừ 4,5 luôn bé hơn hoặc bằng 0 với mọi x. Nên ta sẽ có cái biểu thức B bằng 3 phần 2 trừ đi trị tuyệt đối của x trừ 4,5 sẽ luôn bé hơn hoặc bằng 3 phần 2. Đúng chưa? Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức B là 3 phần 2. Khi nào? Khi là cái trị tuyệt đối x trừ 4,5 bằng 0. Mà trị tuyệt đối bằng 0 tức là giá biểu thức trang dấu giá trị tuyệt đối bằng 0 ha. X trừ 4,5 bằng 0. Và khi đó ta tìm được x chính là bằng 4,5. Được chưa nào? Đó là câu B. Và cô vừa hoàn thành xong bài 3. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài 4. Đề bài 4 như sau, số học sinh của các khối 6, 7, 8, 9 của một trường trung học cơ sở tỷ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 8 và khối 9 ít hơn số học sinh khối 6 và 7 là 120 học sinh, tính số học sinh của mỗi khối. Đây là một bài toán tỷ lệ, bài toán liên quan đến kiến thức là áp dụng tính chất dễ tỉ số bằng nhau. Vậy thì bây giờ người ta yêu cầu chúng ta tính số học sinh của mỗi khối, thì chúng ta sẽ gọi... số học sinh của mỗi khối là ẩn. Cô sẽ gọi nè. Cô gọi ABCD
lần lượt là số học sinh của các khối 6, 7, 8, 9 ha. Và điều kiện của ABCD ở đây là gì? ABCD là số học sinh đúng không nào? Thì ABCD phải là các số tự nhiên. Đúng không? ABCD thuộc N. Và cụ thể hơn nữa là nó thuộc N sao luôn á. Mà chúng ta ghi là thuộc N cũng được rồi. Rồi tiếp tục, theo đề bài này, các bạn chú ý. Theo đề bài ta có số học sinh của các khối này sẽ tỷ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Tức là ta sẽ có A là số học sinh của khối 6. Mà số học sinh khối 6 tỷ lệ với 19. Nên ta sẽ có A trên 9 sẽ bằng B trên 8 bằng C trên 7 bằng với D trên 6. Được chưa? Tiếp tục, đề bài cho chúng ta dữ kiện nữa đó là biết rằng số học sinh khối 8 và khối 9 ít hơn số học sinh khối 6 và khối 7 là 120 bạn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lấy tổng số học sinh khối 6-7 trừ đi tổng số học sinh khối 8-9, nó sẽ chính là bằng 120. Mà số học sinh khối 6-7 tức là A cộng B. Số học sinh 8-9 là CD, tức là cô sẽ trừ đi C, CD. Và cái này bằng gì? Cô mở ngoặc ra ha, là ta sẽ có A cộng B trừ D, trừ C trừ D. Này chính là bằng 120. Vậy tới đây chúng ta sẽ áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ta có được đó là gì? Ta có A trên 9 bằng B trên 8 bằng C trên 7 bằng D trên 6. Chính là bằng gì? Chúng ta vừa biết là A cộng B trừ C trừ D thì bằng 120. Nên ta sẽ có này, A cộng B trừ C trừ D chia cho 9 cộng 8 trừ 7 trừ 6. Đúng chưa? Ở trên tử chúng ta cộng trừ như thế là nào? Thì ở dưới mẫu cũng tương tự. Mà A cộng B trừ C trừ D chính là bằng 120. 9 cộng 8 là bằng 17. 17 trừ 7 là bằng 10. 10 trừ 6 là còn 4. Ta có 120 còn 4 chính là bằng 30. Vậy với đây chúng ta dễ dàng tính được A, B, C, D. Vậy A sẽ bằng 30 x 9 là bằng 270. B sẽ bằng 30 x 8 bằng 240. C sẽ bằng 30 x với 7 bằng 210. Và cuối cùng D bằng 30 x 6 bằng 180. ABCD lần lượt là số học sinh của các khối 6, 7, 8, 9. Vậy chúng ta sẽ kết luận là gì? Vậy số học sinh khối 6 là 270 học sinh. Tiếp tục, số học sinh khối 7 là 240 học sinh. Số học sinh khối 8 là 210 học sinh. Và cuối cùng, số học sinh khối 9 là 180 học sinh. Được chưa? Đó là bài 4. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài 5. Bài 5 là một bài hình học. Đề bài là cho tam giác ABC vuông tại A và AB bé hơn AC. Kẻ AH vuông góc với BC, biết H thuộc BC và trên tia BC lấy điểm I sao cho HI bằng HB. Trên tia đối của tia HA lấy điểm K sao cho HK bằng HA. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình theo
theo đề bài. Đầu tiên là cô sẽ vẽ tam giác ABC vuông tại A. Có AB bé hơn AC ha. ABC. Rõ ràng AB bé hơn AC rồi ha. Tiếp tục kẻ AH vuông góc với BC và H thuộc với BC. Vuông góc. Các bạn vẽ ở trong vở thì chính xác hơn cô ha. Cô vẽ trên này thì cô không canh được chính xác lắm, thì cô vẽ tương đối thôi. Tiếp tục trên tia BC, chúng ta lấy điểm Y sao cho HI bằng với HB. Đây là HB và chúng ta lấy điểm Y thuộc HC sao cho HB bằng với HI. Đây là điểm Y đi ha. Hai cạnh này bằng nhau. Trên tia đối của tia HA, chúng ta lấy K sao cho HK bằng với HA. Vậy thì chúng cô sẽ nối, cô sẽ kéo dài tia HA ra. Rồi trên tia này, trên tia đối của tia HA, lấy điểm K sao cho HA bằng với HK. Đây là điểm K đi chẳng hạn. Rồi cô sẽ xóa bớt. Được chưa nào? Câu A chứng minh rằng tam giác ABH bằng tam giác KIH. Chúng ta nối các tam giác lại. ABH, ABH là tam giác này. Và tam bằng với tam giác KIH, KIH. Chúng ta nối K với I lại. À, hồi nãy chúng ta có AH bằng với HK, chúng ta ký hiệu. Rồi muốn chứng minh được hai tam giác bằng nhau thì chúng ta có 3 trường hợp của hai tam giác bằng nhau, đó là trường hợp cạnh cạnh cạnh, trường hợp cạnh góc cạnh và trường hợp góc cạnh góc. Thì chúng ta quan sát thêm xem thử tam giác này, hai tam giác này chúng ta sẽ áp dụng được trường hợp nào. Tam giác ABH và tam giác KIH. Ta thấy hai tam giác này là hai tam giác vuông. Vì sao? Vì AH vuông góc với BC. Tam giác vuông và ta lại có BH bằng với HI theo giả thiết, HA bằng với HK theo giả thiết luôn. Nên chúng ta sẽ suy ra được đó là hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp đó là cạnh góc cạnh, hoặc là theo trường hợp hai cạnh góc vuông của tam giác vuông ha. Nên câu A cô sẽ trình bày như sau. Câu A là cô sẽ xét tam giác ABH và tam giác KIH. Có gì đấy? Hai tam giác này có góc BHA bằng với góc KHI. Hai góc này bằng nhau và bằng 90 độ. Tiếp tục ta có BH bằng với HI theo giả thiết. Ta có AH bằng với HK cũng theo giả thiết luôn. Từ ba điều này chúng ta sẽ suy ra được hai tam giác ABH và KIH bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Hoặc là các bạn có thể viết theo trường hợp là hai cạnh góc vuông đều được ha. Rồi đó là hoàn thành xong câu câu A. Tiếp tục qua câu B. Câu B là yêu cầu chứng minh AB song song với KI. AB này và KI. Rõ ràng hai cạnh này là hai cạnh tương ứng của tam giác bằng nhau. Hai tam giác bằng nhau cô vừa chứng minh ở câu A. Thì chứng minh được hai cạnh này song song với nhau thì làm sao? Ta có vì hai tam giác này bằng nhau ở câu A thì mình sẽ suy ra được đó là ta có góc ABH bằng với góc KIH. Đúng chưa? Hai góc tương ứng bằng nhau. Mà hai góc này lại ở vị trí sau lưng trong nên sẽ suy ra được đó là AB song song với KI. Đúng chưa? Câu B là ta có nè. Vì tam giác ABH
bằng với tam giác KIH. Nên ta sẽ suy ra được đó là cái góc ABH bằng với góc KIH. Đây là hai góc tương ứng bằng nhau. Hai góc tương ứng mà góc ABH và góc KIH là hai góc xoay lên trong. Nên cô sẽ suy ra được đó là AB sẽ song song với KI. Đây chính là điều phải chứng minh ha. Được chưa? Tiếp tục qua câu C. Câu C là vẽ IA vuông góc với AC. IA vuông góc với AC ha. Từ ghi cô hạ đường vuông góc. Đây là E. Yêu cầu chứng minh là KIA thẳng hàng. Để cô di chuyển cái hình vẽ xuống cho các bạn dễ quan sát ha. Để cô vì cô làm ở phía dưới à. Rồi làm sao để chỉ ra được KIE thẳng hàng? Ở câu B thì chúng ta vừa chứng minh được đó là AB song song với KI. Đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta cần chứng minh được đó là IE song song với AB nữa là xong. Vì sao? Vì theo tiên đề Euclid là như thế nào? Là qua một điểm cho trước thì sẽ chỉ có một đường thẳng đi qua điểm đó và song song với đường thẳng đã cho. Chỉ có một đường thẳng duy nhất ha. À đây là câu C. Mà làm sao để chúng ta chứng minh được đó là IE song song với AB? Vì ta có AB vuông góc với AC, rõ ràng tam giác ABC là tam giác vuông tại A. Tiếp tục IE song vuông góc với AC theo giả thiết. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng sẽ song song với nhau, tức là AB song song với IA. Ta có AB song song với IA, AB lại song song với KI nữa thì sẽ suy ra được đó là KI sẽ trùng với IA, nên ba điểm KIA thẳng thẳng hàng theo tiên đề Euclid. Được ha? Nên bây giờ ta sẽ có này. Ta có đầu tiên đó là AB vuông góc với AC. Đây là vì tam giác ABC vuông tại A. Tiếp tục có IE vuông góc với AC. Cái này là theo giả thiết. Từ hai điều này cô sẽ suy ra được đó là gì? Đó là IE song song với AB. Hay là AB song song với IE đi. Đúng chưa? Lại có AB song song với KI. Cái này là theo câu B. Nên theo tiên đề Euclid, thì ta có HI nó sẽ trùng với I, IA. Từ đó sẽ suy ra được đó là K IE thẳng hàng. Đúng chứ nhỉ? Rõ ràng ha. Đó là câu C. Bây giờ tiếp tục chúng ta qua câu D. Câu D thì yêu cầu gì đây? Câu D là yêu cầu trên tia đối của TIA lấy điểm D sao cho ID bằng IA. Trên tia đối của tia IA. Lấy điểm D sao cho là IA bằng với ID. Đây là điểm D. Hai đoạn này bằng nhau. Yêu cầu chứng minh là cái góc IKD bằng với IDK. Cô nối K với D lại.
chứng minh là góc IKD là góc này bằng với góc IDK, IDK bằng với góc này. Rồi làm sao để chứng minh hai góc này bằng nhau đây? Bây giờ các bạn suy nghĩ cho cô nè. Người ta yêu cầu chứng minh hai góc này bằng nhau. Đúng không? Tức là tam giác IKD phải là tam giác cân. Đúng chưa? Mà muốn chứng minh được tam giác IKD là tam giác cân thì sẽ phải chứng minh được đó là IK sẽ phải bằng với ID. Vậy bài toán đưa về đó là cần chứng minh IK bằng với ID. Vậy làm sao để chứng minh được IK bằng với ID? Ta có ID thì bằng với AI theo giả thiết rồi. Đúng chưa? Vậy thì cần chứng minh được AI bằng với KI nữa là xong. Làm sao để chứng minh được? Bây giờ chúng ta xét cho cô cái tam giác KIA. Đây là tam giác có IH là đường cao. Đúng không? Rồi lại có IH là đường trung tuyến nữa. Vì sao? Vì KH bằng với HA. Trong một tam giác mà đường cao lại là đường trung tuyến nữa thì sẽ suy ra được đó là tam giác đó là tam giác cân. Mà tam giác cân tức là IK bằng với ID. Suy ra chúng ta xong bài toán. Đúng nhỉ? Nên câu D cô sẽ trình bày như sau. Câu D ta có câu đây là tam giác KIA có IH vuông góc với AK. Tiếp tục, hai cô nói là IH là đường cao. Vì sao? Vì IH vuông góc với AK. Tiếp tục ta lại có IH là đường trung tuyến. Ứng với cạnh AK. Cái này là vì ta có HK bằng với HA ha. Nên cô sẽ suy ra được đó là gì? Nên tam giác KIA cân tại Y. Tam giác KIA cân tại Y sẽ suy ra được đó là KI bằng với AI. Đây có ký hiệu là số 1. Lại có AI bằng với ID. Đây là theo giả thiết. Cô ký hiệu là số 2. Từ 1 và 2 suy ra Từ 1 và 2 suy ra được tam giác I. Từ 1 và 2 thì cô sẽ suy ra được đó là ID bằng với IK. Vì nó cùng bằng AI ha. Hai cạnh bằng nhau trong một tam giác thì suy ra là tam giác IDK cân tại Y. Nên sẽ suy ra được đó là hai góc tương ứng, hai góc ở đáy bằng nhau, đó là góc IDK sẽ bằng với cái góc IKD. Đây chính là điều phải chứng minh. Được chưa? Cô vừa hoàn thành xong bài 5 cũng như là xong 5 bài tập cho chúng ta trong phần ôn tập cuối học kỳ 1. Thì hy vọng qua video này sẽ giúp các bạn tổng hợp lại phần kiến thức và giúp mình ôn lại những cái bài cần thiết cho cái kỳ thi sắp tới ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào video hướng dẫn sửa bài tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn. Thank you.